Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 35 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tại nghị quyết này, Chính phủ đặt ra mục tiêu đến năm 2020 xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Như vậy, chỉ còn khoảng 18 tháng nữa là hạn chót của mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp, nghĩa là từ nay đến năm 2020, mỗi năm phải có ít nhất 150.000 doanh nghiệp mới thành lập và phải thực sự sống khỏe. Điều này xem ra không hề dễ dàng, bởi theo như thống kê, cùng với số doanh nghiệp khai sinh thì cũng có một số lượng không nhỏ doanh nghiệp khai tử. Vậy đâu là giải pháp? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Nghị quyết 35 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp khoảng 48-49% GDP, khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp khoảng 30-35% GDP, năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5% một năm. Hàng năm, có khoảng 30-35% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo. Để doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế, Chính phủ khẳng định nguyên tắc nhà nước bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Chính phủ thực hiện chủ trương nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh và phát triển để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện những quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai và đầu tư kinh doanh. Với mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020, thời gian qua, các bộ ngành và địa phương đã triển khai nhiều hoạt động góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Những cải cách này đã và đang có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Là doanh nghiệp khởi nghiệp còn khá trẻ, nhưng doanh nghiệp này đã gặt hái không ít thành công từ ý tưởng ban đầu là thiết kế và hoàn thiện thiết bị sản xuất rau giá sạch tại nhà. Chính nhờ vào chính sách khích lệ và hỗ trợ tích cực cho phong trào khởi nghiệp đã góp phần tạo động lực để doanh nghiệp hoàn thiện nhiều ý tưởng mới để chuẩn bị đưa ra thị trường. Trong năm vừa qua thì Việt Nam mình, Bộ Khoa học Công nghệ có rất nhiều các hoạt động để thứ nhất là hô hào, rồi hỗ trợ các cái đơn vị khởi nghiệp giúp cho phong trào khởi nghiệp mạnh hơn. Theo nhiều chuyên gia, chính những cải thiện thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đã giúp hoạt động khởi sự kinh doanh ở Việt Nam ngày càng sôi động, đặc biệt trong lĩnh vực khởi sự kinh doanh. 3 năm vừa qua thì cũng có thể thấy rằng là có rất là nhiều cải cách trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia nhập thị trường thông qua việc tăng cường đẩy mạnh cải cách đăng ký kinh doanh qua mạng. Và đến thời điểm hiện nay, tính đến ngày 30 tháng 5 thì cái con số tỷ lệ doanh nghiệp gia nhập vào thị trường thông qua đăng ký qua mạng đã lên tới là 58%. Và chúng tôi cho rằng đây là con số hết sức ấn tượng, tạo điều kiện, tạo đà cho doanh nghiệp tăng trưởng trong thời gian sắp tới. Cùng với đó, nhiều bộ ngành cũng đã bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh mà cộng đồng doanh nghiệp đã kêu khổ nhiều năm và đã có rất nhiều kiến nghị, đề nghị được tháo gỡ. Cụ thể, Bộ Công Thương cũng đã bãi bỏ kiểm tra formaldehyde đối với sản phẩm dệt may, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong thực hiện quy định dán nhãn năng lượng, chuyển việc quản lý phân bón vô cơ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thống nhất quản lý nông nghiệp về phân bón. Ví dụ như là Hiệp hội Dệt may Việt Nam chúng tôi thì cũng có được mời tham gia cái đoàn của tổ công tác làm việc với Hải Phòng, làm việc với Bộ Công Thương. Đấy, và chúng tôi cho rằng là những cái kiến nghị của Hiệp hội Dệt may Việt Nam thì đã được Chính phủ tiếp thu và chỉ đạo rất là sát sao. Bên cạnh việc tháo gỡ về những quy định bất hợp lý, có rất nhiều bộ ngành đã có nhiều cải cách trong thủ tục hành chính. Sau khi mà nghị quyết 19 ban hành, nghị quyết 19 năm 2018 ban hành thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng ngay lập tức là ban hành cái quyết định 1958 ngày 30 tháng 5, cái ban hành cái kế hoạch triển khai về cái việc là triển khai thực hiện nghị quyết 19 của Chính phủ. Và ngay sau đấy thì Bộ cũng đã có cái công văn số 4300 ngày 6 tháng 6 và đề xuất các cái đơn vị trong Bộ có liên quan đến cái việc kiểm tra chuyên ngành là tiếp tục cái cắt giảm mặt hàng kiểm tra chuyên ngành theo từng mã HS
tức là chúng tôi quán triệt đến việc là sẽ cắt giảm mặt hàng kiểm tra chuyên ngành theo từng mã HS. Và cái việc cắt giảm này thì chúng tôi cũng đang giao về cho các đơn vị thuộc bộ có liên quan để tự rà soát, tự cắt giảm và sẽ báo cáo bộ trong cái khoảng thời gian là 2 tuần tiếp theo. Trong thời gian tới thì đối với cả những cái sản phẩm hiện nay của Công Thương ba cái lĩnh vực về kiểm tra chuyên ngành thì chúng tôi sẽ tiếp tục tôi làm với cả lĩnh vực về an toàn thực phẩm, thì chúng tôi sẽ hoàn thiện cái khung pháp lý để mà triển khai thực hiện cái nghị định 15 để làm sao để nó đi thực sự vào hiệu quả đúng như những cái gì mà chúng ta khi chúng ta sửa cái nghị định 38. Thứ hai là đối với cả cái sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thì chúng tôi cũng sẽ phân loại rất rõ là tiếp tục rà soát và đơn giản hóa các cái hoạt ba cái hoạt động. Thứ nhất là hoạt động kiểm tra hàng hóa sản phẩm thì làm được hải quan. Chúng tôi cũng sẽ rà soát lại cái việc chỉ định cái tổ chức được ủy quyền kiểm tra nhà nước nên tổ chức đánh giá sự phù hợp theo cái hướng là mở rộng ra theo cái nghị định 107. Và thứ ba nữa là đối với cả hoạt động công bố chứng nhận thử nghiệm kiểm nghiệm và kiểm định cũng sẽ được rà soát lại. Cùng với các bộ ngành, thời gian qua, các chính quyền địa phương giải quyết kịp thời hơn các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Thì các cái danh mục dự án đầu tư thì đều đã được thành phố Hà Nội công khai. Thế và khi mà có các cái nhà đầu tư đến đặt vấn đề công khai thì chúng tôi đều phân công lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các ban ngành tiếp và trả lời thấu đáo tất cả những cái khúc mắc rồi những vấn đề mà của các doanh nghiệp hỏi. Và trên cơ sở đó chúng tôi đã hướng dẫn các nhà đầu tư thiết lập các cái hồ sơ một cách chặt chẽ và khi đủ các cái điều kiện là thành phố Hà Nội sẽ cấp ngay các cái chủ trương đầu tư để tạo mọi cái điều kiện cho các nhà đầu tư kịp thời đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện nay thì chúng tôi đang tạo cái sự thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và chúng tôi đã có cái trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại thì sẽ tiếp nhận tất cả các thông tin các doanh nghiệp khi hoặc là các nhà đầu tư muốn thành lập doanh nghiệp hoặc là tham gia một cái dự án nào đó ở thành phố Hải Phòng hôm nay thì chúng tôi như là một cái bộ phận một cửa và sẽ tạo ra một cái sự thông thoáng nhất về cái thủ tục hành chính và tìm hiểu cái cơ hội đầu tư tại Hải Phòng cũng như là cấp đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp là với cái nhanh nhẹn và cái thuận tiện nhất cho các người dân cũng như các tổ chức. Những cải cách của chính phủ và các bộ ngành trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo số liệu thống kê, trong 2 năm 2016 và 2017, số lượng doanh nghiệp thành lập mới liên tục đạt kỷ lục, lần lượt và xu hướng này vẫn tiếp tục gia tăng trong 5 tháng đầu năm 2018 với hơn 52.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký là 516,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 6,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Thưa quý vị, những ghi nhận trên cho thấy thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đã có nhiều nỗ lực trong việc xóa bỏ rào cản kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư để giảm nhẹ các áp lực thủ tục hành chính cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, số doanh nghiệp từ giã thương trường vẫn cao. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đang còn gặp khá nhiều điểm nghẽn trong hoạt động kinh doanh. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Muốn tìm vốn cho việc kinh doanh, doanh nghiệp này nghĩ ngay đến ngân hàng. Thế nhưng, ngân hàng thường đòi doanh nghiệp nhỏ và vừa chứng minh khả năng trả nợ bằng tài sản đảm bảo, thế chấp, thứ mà doanh nghiệp nhỏ và vừa gần như không có. Thứ nhất là về tài sản đảm bảo thì có hai cái khó khăn. Thứ nhất là một số doanh nghiệp vừa và nhỏ thì là rất khó để, tức là người ta không có tài sản đảm bảo. Và thứ hai là khi mà có tài sản đảm bảo thì cái định giá của ngân hàng thường là rất thấp so với cả cái tài sản đảm bảo đó. Do vậy, nếu giả sử người ta đủ có tài sản đảm bảo để vay thì cái lượng vốn người ta vay được thì vẫn là ít. Thiếu vốn chỉ là một trong rất nhiều khó khăn của doanh nghiệp hiện nay. Nhiều doanh nghiệp đã phải tiếp cận vốn qua một kênh khác, kênh tín dụng đen. Mức lãi suất cứa cổ mà kênh này đưa ra lại đưa doanh nghiệp vào bẫy phá sản. Vay tiền phục vụ cho cái sản xuất kinh doanh của mình qua cái con đường không chính thức thì đây là điều cực kỳ bất lợi. Một là đã là một tổ chức cho vay không chính thức thì có thể nói rằng họ có thể là không tuân theo bất cứ một cái quy định gì. Cái thứ hai nữa là thường thì cái lãi suất họ cao hơn. Cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cho cái ngành đối với sản xuất của doanh nghiệp. Còn đối với cả cái nền kinh tế tổng thể thì nó rất nguy hiểm. Thách thức với doanh nghiệp còn ở chi phí lao động khi mà lương tối thiểu tăng nhanh và tốc độ tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng năng suất lao động. Trong khi đó, quy định phí công đoàn 2% quỹ lương khiến nhiều doanh nghiệp phải đóng thêm phí công đoàn mặc dù không có công đoàn cơ sở. Cho nên là về mặt lý thuyết, chúng ta có thể cảm giác là tăng cái lương tối thiểu ít hay nhiều thì nó không ảnh hưởng đến cái lương thật.
lương thực nhận. Nhưng thực tế thì chúng tôi phát hiện ra không phải như vậy. Bởi vì cái tâm lý của người ta khi thấy mà tăng lương tối thiểu lên thì họ cũng có tạo một cái sức ép là phải nhận được cái lương của mình là cao hơn theo tỷ lệ như vậy. Và điều này làm gây ra khó khăn, rất khó khăn cho cái người chủ sử dụng lao động. Và cùng một cái việc nữa của vấn đề của tiền lương là vấn đề các cái khoản bảo hiểm cho lao động cũng tăng lên rất là nhiều. Mà trong khi đó với cái sử dụng cái bảo hiểm này, cái lợi ích đến từ bảo hiểm này thì nó chưa rõ ràng. Nhiều nghiên cứu cũng nêu nhiều chi phí khác đang là gánh nặng của doanh nghiệp, từ tuân thủ quy định về an toàn và chất lượng, phòng chống cháy nổ, hải quan và logistics, thủ tục nộp thuế và hoàn thuế. Bên cạnh gánh nặng chi phí về tuân thủ pháp luật thì có một loại chi phí khác cũng khiến doanh nghiệp quan ngại. Đó là chi phí không chính thức. Chi phí này có thể phát sinh ở mọi công đoạn kinh doanh và trong tất cả quá trình thực thi pháp luật, chính sách và thủ tục hành chính. Bởi vì khi mà doanh nghiệp phải chịu đựng các cái thủ tục hành chính nặng nề thì điều đó nó sẽ phát sinh kể cả những chi phí chính thức và không chính thức. Và cũng phải nói thêm rằng cái chi phí thời gian, cái chi phí về cơ hội là vô cùng lớn và không tính được. Thứ hai là các cái chi phí liên quan đến các cái dịch vụ công, rồi các cái chi phí liên quan đến các cái dịch vụ hạ tầng cơ sở khác cho các hoạt động kinh doanh, và trong đó có cái chi phí logistics, chi phí vận tải, vân vân. Với rất nhiều khó khăn, rào cản trong quá trình kinh doanh, số lượng thống kê cũng cho thấy, trong khi số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh, thì số doanh nghiệp phải tạm dừng kinh doanh hoặc đóng cửa cũng ở mức cao. Trong đó, số lượng doanh nghiệp giải thể tạm ngừng hoạt động phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng. Điều này phần nào cho thấy các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam có sức chống chọi kém với khó khăn thấp hơn hẳn so với những doanh nghiệp có quy mô lớn. Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước đang có gần khoảng 700.000 doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động. Như vậy, trong vòng khoảng gần 2 năm tới, cả nước phải có thêm 300.000 doanh nghiệp thành lập mới. Tương đương mỗi năm phải có thêm ít nhất 150.000 doanh nghiệp hoạt động tốt mới đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, thì nhiều chuyên gia nhìn nhận con số 1 triệu doanh nghiệp là rất thách thức bởi tốc độ cũng như phạm vi cải cách ở Việt Nam hiện nay vẫn còn chậm chạp, chưa thực sự tạo được môi trường để doanh nghiệp phát triển bền vững. Nghị quyết 35 đã đặt ra mục tiêu năm 2020 có 1 triệu doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu này, thời gian qua ở nhiều địa phương, chuyện vận động các hộ kinh doanh đăng ký thành lập doanh nghiệp đã diễn ra. Tuy nhiên, có một thực tế là các hộ kinh doanh không mặn mà trong việc chuyển sang đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nguyên nhân là do tập kinh doanh, lo ngại về thủ tục hành chính phức tạp lên. Cái giải pháp mà để thực hiện mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp hoạt động thì cái một trong những giải pháp đột phá đó là phải khuyến khích các hộ đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh lớn lên đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thì cái vướng mắc đến nay là các cái chính sách khuyến khích cũng như các cái lợi ích mà để cho các hộ kinh doanh người ta có thể nhìn thấy được khi họ phát triển doanh nghiệp thì vẫn chưa được là rõ ràng, đặc biệt là chính sách ưu đãi, hỗ trợ để giúp họ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cũng như lên thành lập doanh nghiệp là vẫn chưa được thực sự là ưu đãi, gây tạo ra các cái khó khăn cho doanh nghiệp khi các cái hộ kinh doanh họ chuyển đổi thành doanh nghiệp. Ngoài ra, khung pháp luật liên danh chưa quy định nhất quán về đối tượng thuộc diện chuyển đổi, chưa quy định cho phép chuyển đổi trực tiếp giữa hộ kinh doanh và các loại hình doanh nghiệp, làm cho thủ tục chuyển đổi phức tạp, thiếu chế tài thực hiện chuyển đổi. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực hiện hiệu quả, chưa đủ khuyến khích hộ kinh doanh đủ điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp. Chính sách thì có lẽ là nó vẫn dàn trải và nó chung chung lắm. Khó để mà các doanh nghiệp người ta có thể hiểu và tận dụng hiệu quả được những chính sách này. Thực ra là cũng làm chủ doanh nghiệp thì em cũng phải thường xuyên là tìm kiếm những cơ hội và những cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp của mình. Nhưng mà cũng thực sự là để mà tiếp cận được chính sách và áp dụng được chính sách vào thì nó cũng rất là khó. Trong khi đó, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ các bộ ngành đã có nhiều nỗ lực trong việc xóa bỏ rào cản kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư để giảm nhẹ các áp lực thủ tục hành chính cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia, về cơ bản, các quá trình cải cách vẫn đang nằm trên phương án hoặc dự thảo của các bộ. Xét về mặt tiến độ, thì tôi cho rằng là nếu như ở giai đoạn này mà mới chỉ dừng lại được ở công bố cái gọi là phương án đơn giản hóa và thậm chí vẫn còn đang trong quá trình thảo luận thì rõ ràng là sẽ phải mất thêm một khung thời gian nữa mới có thể biến những cái thứ gọi là từ phương án đơn giản hóa xuống thành hiện thực, bởi vì chúng ta phải có những hành động pháp lý. Ở một khía cạnh nào đó, các cải cách mới chỉ dừng lại ở động thái xóa bỏ các rào cản, chưa tính đến ở một khía cạnh nào đó. Các cải cách mới chỉ dừng lại ở động thái xóa bỏ các rào cản, chưa tính đến yếu tố thể chế,
và những chính sách thực sự nhằm thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Đó còn chưa kể tình trạng mọc lại hoặc cho mọc thêm giấy phép con mà một số bộ ngành không biết vô tình hay hữu ý khiến doanh nghiệp thêm khó. Tôi cũng chỉ sợ rằng là chúng ta biết là cắt giảm điều kiện kinh doanh thì là một phần. Nhưng mà hàng ngày, hàng giờ thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những điều kiện kinh doanh mới được ban hành. Cái mà tôi lo lắng hiện nay là chúng ta chưa thực sự có một cái kênh kiểm soát có hiệu quả những cái điều kiện kinh doanh mới ban hành. Thì nếu như không kiểm soát tốt cái việc đó thì chúng ta lại giống lại tình trạng khoảng 20 năm trước đây. Khi mà năm 2000-2003 chúng ta cắt giảm điều kiện kinh doanh. Và sau đó thì sau 10 năm thì điều kiện kinh doanh lại quay trở lại. Trong bối cảnh đó, năm 2018 là một năm hội nhập, năm bản lề, các hiệp định thương mại tự do Việt Nam ký với các nước khác sẽ bắt đầu được thực hiện một cách nghiêm túc. Theo đó, mức độ cạnh tranh giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp nước ngoài sẽ gia tăng và một số chính sách mới sắp thực thi nhằm bù đắp nguồn thu ngân sách của nhà nước sẽ làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp. Chính nhắc nhiều đến cái tác động của việc cái tăng cái thuế bảo vệ môi trường trong cái giá xăng dầu đối với người tiêu dùng, đối với những cá nhân sử dụng các cái phương tiện vận tải, nhưng mà chưa có nhiều các cái phân tích đối với cái sự tác động đối với khu vực doanh nghiệp. Và tác động đối với khu vực doanh nghiệp là một cái tác động dây chuyền và nó sẽ làm tăng tổng thể các cái chi phí của các cái doanh nghiệp trong cái thời gian tới. Cho nên tôi nghĩ là cái việc đó cần phải phân tích một cách cẩn trọng, và trong bối cảnh hiện nay thì tôi nghĩ là phải có một cái sự phân tích tác động một cách cụ thể và có một cái bước đi phù hợp. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, số doanh nghiệp buộc phải rời thương trường cũng gia tăng đáng kể lên tới gần 27.000 doanh nghiệp. Điều này cho thấy môi trường kinh doanh vẫn chưa thực sự thông thoáng như kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Các động thái của chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh vẫn gặp khá nhiều điểm nghẽn. Thưa quý vị, như những ghi nhận và phân tích ở trên, chúng ta có thể thấy mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 về đích thì cần có giải pháp nhanh chóng, quyết liệt và đồng bộ để khắc phục những hạn chế trên, đồng thời phát huy được những giải pháp tích cực, sáng tạo và hiệu quả. Làm thế nào đó để khi mà các doanh nghiệp, khi quyết định khởi sự doanh nghiệp, họ sẽ lựa chọn thành lập doanh nghiệp một cách chính thức, một cách thuận lợi, một cách dễ dàng. Và khi mà đã quyết định thành lập rồi, thì khi họ bắt đầu đi vào vận hành, thì mọi cái quá trình vận hành họ sẽ rất là đơn giản và những cái chi phí thủ tục hành chính, những chi phí ngầm sẽ không có đất sống và những cái chi phí mà không chính thức sẽ dần dần sẽ bị giảm bớt và loại bỏ, và làm thế nào đó để cái tỷ trọng những cái doanh nghiệp thực sự đi vào hoạt động sẽ ngày một tăng lên, và những cái doanh nghiệp mà cái quy mô hoạt động càng ngày càng lớn lên nhờ những cái khả năng lợi nhuận ngày một tăng lên và những chi phí mà không cần thiết đối với quá trình hoạt động của họ sẽ được giảm xuống, môi trường kinh doanh ngày một minh bạch hơn để họ có thể thứ nhất lớn hơn và thứ hai là đóng góp cho một cái khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam càng ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững trong dài hạn. Làm sao đó là thể chế của mình phải càng ngày càng rõ ràng, minh bạch. Đơn giản là càng minh bạch bao nhiêu càng rõ ràng và đánh đúng cái trách nhiệm thì mới phát triển được. Chết con anh sống thì anh ngon lành. Thì bây giờ cái thiếu Việt Nam để khởi nghiệp gì? Là thường khởi nghiệp ở các nước startup nó gắn liền với quỹ đầu tư mạo hiểm. Có đầu tư mạo hiểm á thì nó mới dám đầu tư cho anh khởi nghiệp. Chứ còn bây giờ hệ thống tín dụng của ta mà đầu tư mà nó không trả được là coi chừng à. Tức là cơ chế này phải đi liền để gắn bảo hiểm. Tôi đề nghị là này, cái này á là gắn cái này. Chứ còn không ta nói thành khẩu hiệu. Bởi vì cái đầu tư mạo hiểm nó đi liền với khẩu hiệu. Startup. Còn lại đại bộ phận làm sao? Sinh viên ra trường làm sao giúp cho họ nó lập cái sự nghiệp nhỏ, có thể làm cái gì cũng được, 5-3 công nhân để nó tạo dần dần nhỏ lên. Và đặc biệt lần này phải đánh giá là gắn khởi nghiệp thì những doanh nghiệp đang làm ăn đây. Có lẽ là từ mùa tháng 1 2018 thì hầu như là các bộ đều ra phương án để cắt giảm hết. Ví dụ hiện nay đánh giá tích cực nhất ý, là có thể nói là Bộ Công Thương đưa ra những cái biện pháp rất cắt giảm 675 cái điều kiện kinh doanh và các thủ tục liên quan kiểm tra chuyên ngành, thế rồi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi Bộ Khoa học Công nghệ, rồi tất cả các bộ đều đưa ra những vấn đề như vậy. Như vậy có thể nói là nếu tháo gỡ được cái giảm bớt các điều kiện kiểm tra tiền kiểm này hoặc là đánh giá cái tác động rủi ro cũ này thì có thể nói là các doanh nghiệp xuất khẩu chúng ta sẽ thuận lợi hơn rất nhiều vì bỏ các rào cản không cần thiết liên quan đến kiểm tra kinh doanh. Mong muốn thì những cái tuyên bố từ những cái tuyên bố của người đứng đầu chính phủ, nhưng mà các bộ ngành thì phải có những cái bước triển khai cụ thể hơn, nhất là trong cái lĩnh vực thuế, trong lĩnh vực hải quan và những cái lĩnh vực mà liên quan đến môi trường. Đấy.
để cho doanh nghiệp nó sẽ áp dụng sớm hơn để đi vào những cái tuyên bố của chính phủ đấy đi vào thực tiễn để có lợi cho doanh nghiệp càng sớm càng tốt. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.